Xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minimi Planet Cuộc Sống USA. Hôm nay thì Kimberly sẽ vào bếp và chia sẻ tới với cô chú, anh chị và các bạn cái công thức để mình làm bánh chuối chiên. Thì những cái nguyên liệu làm chuối chiên các bạn mình có ở trên bàn ở đây. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn tham khảo qua ha. Ở đây thì mình có phần bột gạo các bạn. Bột gạo ở đây mình dùng ở đây là 350g bột gạo. Và đây là phần sữa. Sữa này là các bạn ở nhà mình có sữa gì á thì mình dùng sữa nấy nè, mình có thể mình dùng sữa hạt almond, hoặc là mình có thể mình dùng sữa đậu nành hay là sữa tươi, ở nhà mình có thì mình dùng sữa gì cũng được, không có nhất thiết là phải sữa almond giống như mà Kimberly đang dùng ở đây. Mình sẽ dùng là 300ml sữa almond ha. Và kế bên đây thì mình có phần đường các bạn. Đường ở đây mình dùng 80g đường cát trắng. Và đây là phần nước, mình dùng 100ml nước ha. Và đây là các bạn thấy phần này phần nước màu á các bạn, nước màu đường đó, mình thắng để nhà mình kho cá hay gì đó thì mình dùng cái nước màu đường này ở đây 10g. Và kế bên này là phần giấm, mình có thể mình dùng chanh hoặc là mình dùng giấm, ở đây mình có 10g giấm ha. Và đây là 20g mè đen. Và đây là 4g muối. Những cái nguyên liệu mình đã có rồi, bây giờ mình pha tất cả những hỗn hợp này chung vào trong một cái thau ha. Mình sẽ quậy đều tất cả những cái hỗn hợp này lên cho tan hết bột nha các bạn. Mình quậy cho nó mịn ra, đừng có còn lợn cợn những cái vón bột của bột gạo đó. Quậy đều rồi mình sẽ cho tất cả mè đen vào chung luôn. Mình sẽ có cái hỗn hợp bột như thế này, nó không có đặc lắm mà nó cũng không lỏng ha. Và ở đây mình có nải chuối nè các bạn. Chuối này vừa chín tới nè, rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ lột chuối và mình cắt chuối ra mình cho vào bột ha. Sẽ ép vào trong một cái miếng bọc ni lông ha. Sẽ dằn cái thớt lên đó mình các bạn, mình đè nó. Mình sẽ ép cho cái trái chuối của mình nó dẹp như vậy, rồi sau đó mình sẽ cho vào cái phần bột. Và mình sẽ tiếp tục mình ép cho hết cái phần chuối. Sau khi mình đã ép xong những cái trái chuối của mình rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho lên trên chảo mình chiên ha. Mỗi lần mình chiên như vậy, mình chiên một trái, tức là hai miếng mình gặp lại với nhau. Vừa hơi vàng vàng thôi thì mình sẽ đem ra mình nhúng bột thêm một lần nữa và mình chiên lần thứ hai. Khi mà mình chiên chuối các bạn, để lửa nhỏ thôi ha, để cho cái chuối mình nó chín từ từ, cái bột nó vàng đều á, chứ đừng có để lửa lớn, nếu mà lửa lớn quá thì nó bị cháy mà nó bị khét á, không còn ngon nữa các bạn. Đây mình chiên đến cái trái chuối của mình nó vàng đều như vậy rồi, mình cho nó ra ngoài ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chiên.
bạn ơi, những trái chuối chiên mình vừa mới chiên xong, các bạn nhìn xem nè, vàng ươm luôn, rất là hấp dẫn luôn á. Thì bây giờ mình sẽ bẻ ra thử một trái cho các bạn xem bên trong cái trái chuối của mình nó có ngon hay không, và cái bột mình pha nó có giòn hay không ha. Đây, bên trong trái chuối chiên của mình nè các bạn. Rất là ngon các bạn ơi. Cái bột dừa lắm. Mình ăn nó rất là thơm mè luôn á. Cái bột rất là vừa ăn các bạn, giòn vô cùng. Rồi thì cái công thức Kimberly đã chia sẻ tới với cô chú anh chị và các bạn rồi ha. Ai muốn thử qua cái công thức này thì hãy cùng vào bếp nha, để mình làm những cái trái chuối chiên thiệt là ngon cho gia đình của mình thưởng thức. Bây giờ thì Kimberly xin dừng video ở đây. Mến chúc tất cả mọi người có một ngày tốt lành bên gia đình người thân thương của mình. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả mọi người vào những cái video tới.